Qua bên luôn bên ngày, dù ngày tháng phai
trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vui quý. Em xinh, em tươi, em vui nhất nơi đây.
hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Sau khi tiệc rượu đã xong, quý vị ra về với tinh thần quý mến
đến cụ vị, chúng tôi không biết nói gì hơn. Vậy tôi đây mặt hai cô với lời cảm ơn quý vị. Và trong khi tiếp sự với quý vị, nếu có điều gì sơ sức, mong quý vị có những tình bỏ qua. Một lần nữa, trước khi quý vị ra về, chúng tôi xin gửi đến quý vị cùng ngũ quyến được dạo sự như ý, và chúc quý vị thượng lộ bình an. Còn bây giờ, kính mời quý vị cần đứng lên để uống một ly để chúc mừng cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Nào, 1, 2, 3, dạ cảm ơn quý vị, mời quý vị tiếp tục chuyện thêm.
trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ga lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi. Xin được hân hoan chào mừng toàn thể tất cả quý vị thanh quý đã đến chung vui và chúc mừng trong buổi tiệc tân hôn của chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ tối đêm nay. Với lần đầu tiên, Bảo Hoa xin được phép thay mặt anh em trong ban nhạc sống Nguyễn Tường xin được gửi đến toàn thể tất cả quý vị khách quý cùng với gia đình lời chúc sức khỏe cho nhau và một lời chào trân trọng nhất. Chào mấy sâu cũng lội, mấy đều cũng qua, và còn niềm hạnh phúc nào hơn khi mỗi con người chúng ta có thể tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Và ngày hôm nay, chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ, họ đã tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình và đã chính thức tìm đến được bên nhau. Chính bằng tình yêu thơ ngây và trong sáng ấy đã làm đẹp lòng cha mẹ hai bên, và được sự thống nhất giữa hai bên gia đình chọn ngày 24 tháng giêng năm Canh Tý làm ngày lành tháng tốt để cử hành buổi lễ tân hôn cho chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ. Trước sự chứng kiến chúc phúc của toàn thể tất cả quý vị thì tình yêu của đôi bạn trẻ đã chính thức lên ngôi hạnh phúc sống biển tường, sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị trong buổi tối hôm nay để cùng góp lên những lời ca tiếng nhạc, những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, trữ tình cũng như là sôi động để góp phần thêm chúc mừng trong buổi lễ tân hôn hôm nay thêm phần sôi động và tràn đầy ý nghĩa. Và còn chờ gì nữa, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt lên trên sân khấu và dành một tràng pháo tay thật to thật nhiệt để chương trình bắt ngày mừng buổi lễ tân hôn chúng ta xin được phép bắt đầu. Cảm ơn những tràng pháo tay rất là nồng nhiệt tất cả quý vị đã đem đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi đến với những ca khúc đầu tiên từ phía tất cả quý vị cũng như anh em trong ban nhạc, thì xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục dành tặng cho cô dâu và chú rể chúng ta những bài hát mà mình yêu thích và liên hệ đăng ký trực tiếp với anh em trong ban nhạc sống Nguyễn Tường, liên hệ đăng ký trực tiếp với MC Võ Hoa. Và đầu tiên thì MC Võ Hoa sẽ gửi đến cho toàn thể tất cả quý vị cùng với gia đình một nhạc phẩm được mang tên Mối Duyên Quê. Xin mời quý vị cùng vui vẻ lắng nghe. Chúng ta nên chờ chờ.
nhiều. Vâng không? Những chàng pháo tay đúng vậy sẽ làm cho mới. Kim Lan, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của chị Mỹ Vân, thưa quý vị. Những lời chúc tốt đẹp nhất trong từng bài hát dành tặng cho cô dâu và chú rể. Thì hy vọng là tất cả quý vị khách quý, những ai còn chưa đăng ký thì hãy liên hệ đăng ký trực tiếp với anh em ban thần nha. Quay phải có đất lương nhà vua của anh em, phải có đầy đủ chân nha. Tôi tắm tôi vui vẻ vậy đó. Gia đình này làm hưởng nguyên bạn đúng không? À, đầy đủ mặt mày á, khỏi thiếu ai nha. Bye.
nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng kết thương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng kết thương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Không bao giờ rời nhau.
gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành vàng, gió đập cành vàng, tơ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành vàng, gió đập cành vàng, tơ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, anh mừng vui duyên mới làm chồng. Tấn lễ và hiến lễ. Về phần hiến lễ, họ nhà trai chúng tôi có một cây từ đường, một đôi đèn, một mâm chầu và hai cây rượu. Về phần tấn lễ, thì họ nhà trai chúng tôi có bốn mâm phẩm lộc để dâng cúng quy quyền. Thì xin kính trình cho đại diện họ nhà gái và ông nhận lễ và hành lễ. Có đây. Tôi trình lễ rồi, nó nói đi. Ra đi. Để tôi không cho nói hả? Giờ tôi mình nhận lễ sao đó, nhận đi. Kính thưa hội đồng luyện tập, kính thưa quý ông và quý bà, họ nhà trai xin trình tấn lễ và hiến lễ. Về phần nghi lễ thì có một khai diệp và một khai từ đường. Trên khai từ đường thì có cặp hồng đăng đúc sắc được tông đường. Còn phần thứ hai là mâm lộc, là mâm chầu cao, ông bà thường nói dây chầu đeo lấy thân cao, chúc cho hai trẻ yêu nhau trọn đời. Còn bốn mâm thực phẩm như thời bài lên tiên lễ đồng thời chứng minh rượu trà bánh quả bài trình, kính mong gia tộc thử tình chứng cho. Thì tôi xin đại diện cho họ nhà cái xin chấp lễ và chiến lễ. Từng trà thân mặt đã qua đến phần hành lễ cúng trình đến quý ông quý bà bắt đầu tiến hành vào cuộc lễ. Kính thưa hội đồng luân tập, kính thưa quý ông và quý bà, như hôm nay là ngày 21 tháng giêng năm Canh Tý, nhằm ngày 14 tháng 2 2020, giữa hai thông gia chọn ngày lành tháng tốt làm lễ tăng hôn và tăng lan cho hai cháu. Vì phần thứ nhất, mời hai thông gia bước đến ngôi thờ của quyền để nguyện hương đang để trình lễ của quyền. Mời hai ông, mời tiếp khẩn. Rồi sang ra ngoài xá, hai xá. Rồi sang vô trong xá, một xá quỳ xuống nguyện hương đăng. Rồi quỳ xuống, đưa lên xá nguyện hương và đăng. Lòng khẳng nguyện tổ tiên chứng chiếu, nhờ ơn trên đất thuấn trời nghiêu, hai nén hương khói tỏ hương chiều, đôi hồng lạc sáng soi tiệc diệu. Nhờ tơ hồng kết xe duyên liễu, ơn nguyệt lão kết chặt mối chỉ hồng. Hai thông gia đồng phụ phục khẳng cầu, chúc cho hai trẻ thủy chung vạn đại. Rồi xã hai xã. Rồi đứng lên.
rồi sau một cái thì cái sự rất là người cao cao luôn, có cái người đẹp chị xong rồi tôi mời về được chưa? Chắc chưa, chị gặp tôi mời á, tôi mời tôi kêu đứng thì đứng hoài đi. Tôi mời lại. Rồi chắp tay sáu gặp ba xá. Rồi mời hai thông gia về vị trí an tọa. Mày bước qua này đi. Kính thưa hội đồng tập, kính thưa quý ông và quý bà, hai công gia lễ ngôi của quyền tam bảo xong, tiếp theo tới phần cháu gái thủy sản bước ra để lập xong lễ gia dẫn công gia đây cho sáu luôn, không nhất luôn còn trần sáu chú đi cho sáu mà cho sáu đi vòng tay sát cho hai sát được không? Vô không tay vậy nè, hai sát cúng tay rồi thôi này, sẽ ra phần sát chậm hai khúc rồi nó chậm chậm đó, sát đó. Rồi, con đứng qua bển về mặt qua đây. Cúi đầu chút, rồi chào qua. Rồi, gì nữa hay không? Đại diện, đạo diễn đi. Bây giờ làm lễ, bây giờ. Cho nó cài ra đi. Không có chơi hay không đâu. Cài rồi, cài xa. Được không? Lúc này cho con xa rồi. Rồi, xe ra xe mắt đi. Đúng rồi, hai xa. Xa rồi, xe ra. Xe ra, xe ra. Đấy, đứa rồi, đừng. Đừng. Đầu cuối lại của quyền thất tổ xá ra. Nhờ ơn trên phù hộ hai con trăm năm tuổi thọ vẫn còn, chồng hòa vợ thuận vuông tròn nghĩa nhân xá ra. Bây giờ chắp tay tâm bảo nè, thành tâm đảnh lễ Phật đường, ơn sư phổ tế tình thương mặn nồng, hai con kết nghĩa vợ chồng, phu thê hòa hiệp sắc cầm bá niên. Rồi sẽ đi quay vô, quay vô, quay trọng vô gì đó, gì đó. Và xong, tiếp theo các bạn tập họ tiền nhân, mời quý ông đứng lên, trang nghiêm để làm lễ tập họ tiền nhân, mời quý ông. Bây giờ mình làm cho cộng cậu đi, giờ hai tay trong tay xá ra, bốn xá ra, đầu cuối lại là âu hai họ. Nhờ trước tiên sao mới có hậu lai, đức ân lượng tộc cao dài, chứng cho hai trẻ đẹp ngày thành viên. Rồi mời quý ông an tọa. Tiếp theo tới phần ra mắt bài hiện tiền, phần thứ nhất thỉnh ông nội và ông ngoại nâng cạn cấp cụ nằm cho hai cháu làm lễ. Rồi xá ra tay xá luôn. Chết hết rồi. Còn tới cách âm thỉnh từ ông hai cho đến ông út, bên nội và bên ngoại nâng cạn cốc cụ nằm cho hai cháu làm lễ. Rồi chết hết rồi, xá. Với các bà thì thỉnh bà nội, thì bà nội còn bà nhà tiêu được, thôi con xá ra hai xá đi. Nghe cái tiếng bà nội còn không dám nói. Rồi tới các bà thỉnh từ bà hai cho đến bà út, bên nội và bên ngoại thỉnh thống nhất nâng cạn cốc cụ nằm cho hai cháu làm lễ. Rồi xa ra luôn, bà mau đi cho nó qua vòng hai xa. Rồi giờ tới các bác thỉnh từ bác hai cho đến bác út, cô cậu dượng gì thiếu mở thỉnh bác xuôi. Bây giờ út đi ra vòng qua coi cái này phải uống rượu ra, cái này là tàu phải uống đó. Anh em ta chấm cậu ra mà không có một người đại diện muốn cái đâu, giờ nói nhiều quá không nhiều đưa vô. Được rồi. Bữa nay mượn cháu chứ phải không mượn xong rồi. Nói mượn rồi mà. Rồi chứ bắt năm này nữa nè. Rồi bắt xui đâu vậy? Anh xui đâu rồi, vui lên. Hai xá được không? Rồi tới thằng cha mẹ giờ là... Rồi xe đi đường nào? Xe đậu ngoài đại đường không? Chạy ra ngoài chỗ không đại ra lớp giò là không phải nha. Bắt cho lại nó sang ngoài cha là nó đã bắt qua cái cầu đó rồi. Ngoài cha đi. Rồi một tay thôi. Rồi mình đụng cái chui. Đụng môi được không? Được, tự nhiên còn cãi. Cãi luôn chui. Mời nó biết rồi đó, tự nhiên nó đụng cái đưa môi vô không cãi thì sao mà biết. Quá đầy quá đầy. Quá đầy. Thì có trong con ly chung một à. Tại bữa nay nó có cụ uống rồi, bốt đi làm việc rồi, ở nhà ai mua rượu, ai có cụ cho uống. Mời mẹ con. Mời mẹ. Tát nhận ra một tay phải.
Rồi hai bà bữa nói tới nè, đủ ly chỉ xuống bảy luôn, đủ ly xuống. Rồi cạn đi chị thôi. Lâu lâu không có, chồng có cũng đủ nữa, ngày bữa nay có cạn đi. Rồi chạy giúp luôn, để có cụ hư cụ ta hết. Đầy đủ rồi mà không. Đúng hai ly này xỉn rồi. Rồi hai cháu dòng tay sái ra, hai sái ra không? Để giúp, để giúp, để giúp. Rồi tiếp theo cái phần anh chị, ai là anh chị của hai em nè, thỉnh từ thứ hai cho đến thứ út, anh ghế chị dâu đến bàn khai diệt mang cạn cốc vụ nào cho hai em làm lễ. Rồi sẽ ra luôn. Thế ông thầy vô. Bây giờ không ông chào ông hả tôi, ông đi. Rồi không chào đi. Nói đi. Kính thưa hội đồng luân tập, kính thưa quý ông và quý bà, phần nghi lễ đến đây đã xong, còn phần thứ hai nhường lại cho ông đại diện nhà trai tiếp theo. Con chồng cũng đi rồi, giao ông nói từ đây rồi. Thằng công thấy cũng dễ, ta không nào khó cho nên. Dạ kính thưa các bạn, đây là hai cháu cung ông chầu. Trước khi hai cháu cung ông chầu, tôi mời hai ông gia đến trước ngôi của quyền để giá của quyền trong buổi lễ hôm nay, trân trọng kính mời. Giá đi. Đến xây vậy nè. Biết ông biết giá đi hay lỡ giá gì ra tôi chỉ. Nhà máy máy đó. Vô đây vô, vô cho đầy đầy đi. Hai họ đó kết chặt thông gia giờ đi cụ lễ giấy cúng của quyền. Đậu cho hai trẻ trăm năm hạnh phúc. Người xui gia thì kháng chặt hoài hoài. Gặp nhau thì nhậu không thôi. Để cúng của quyền đi. Rồi rồi, cái cúng này để cúng quyền đi. Gót lên để cúng chứ tao phải có hai ông cúng mà. Gót để lên cúng nghe rồi. Rồi bây giờ tôi mời chú Năm Chỉ. Hai ông cúng đi rồi. Hai ông giá, hai ông uống được. Hai ông uống. Đã uống nhưng mà tôi không. Ờ, uống đi hai ông. Ừ, hai ông uống rồi mới chạy giúp. Trời ơi, hôm nay. Tôi giúp này. Nãy cháu không hài. Thì cháu cua ông trầu, tôi có lời chúc cho ông trầu. Sao á? Kính thưa quý vị dâu bài, chúng ta thường nói như chồng leo lấy thân cao, cô dâu chú rể thương nhau là đời. Hay là ông bà hái quả cao xanh, trẻ ra làm bốn cái chuyện anh sẽ chầu. Chầu này tên giới vô tàu, ở giữa niệm gấm mới được màu bình thanh. Chầu này chầu lộc, chầu thanh, chầu danh, chầu nghĩa mới kết thành chầu ta. Chầu này đụng tiết duyên ta, đầu xanh tóc bạc vậy mà đừng khoai. Chầu này xưa cũng rất hay, dâng lên mà cúng giờ này tổ tiên. Hai con có chút khẩn nguyện, giái cùng thất tổ của quyền chứng minh. Vậy là chúc con chầu của tôi đã xong. Mời hai cái bước lại đây. Cái này qua đây. Cái này qua bên, hai con cái này. Miếng chầu duyên ai ơi này mời nhau cho đậm lòng nhân thế lời ít những tình sâu qua miếng chầu cầm ăn không lạnh lòng mưa nắng về đây này đây ngọn chầu cay ở này thêm tình càng say môi này thêm đậm cau này càng ngon mời nhau chóp lòng đời sống người quê rộn ràng ra
kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao gái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón, cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui, bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới, ông tơ xe chị hồng đôi lứa thắt chặt. Chào đón bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hoa
quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát Tràng Thành, ôi gió mát Tràng Thành, dù tình ta như sóng du con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Tiếng hát ru em, ôi tiếng hát ru em, đưa tình ta như sóng lênh đênh thuyền tình. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý gia nọ. Hai đôi dòng tay rồi, các cô quyền hai sát, một, hai, hai sát đi ra, lễ hai sát, một, hai, dòng hai sát về vô, hãy ngủ liền tức ngộ, nhà ở đêm hộ độ hai con, chân tuổi thọ hải còn, cầm hòa giảm thửng làm tròn nghĩa nhân, nay xin kiến hai con hành lễ. Dân cho tăng kết nghĩa thành thân, độ cho kẻ trường tồn, vũ quyền thất tổ linh hồn chứng minh. Hai cái dùng tay đồng thái vui quyền ba khác. Một, hai, ba. Xong hai cái bước đồng bảo. Một, hai, ba. Xong hai cái bước quay. Để kính thưa ai, họ lên tập vừa rồi tôi vô chú lễ hành lễ cô của quyền và quy liên tâm mở ra không. Kế tiếp là cháu nó kính bái hai họ tiền nhân. Vì trước khi cháu nó kính bái hai họ tiền nhân, kính mời chị đứng lên để một phút trang nghiêm trai cháu hành lễ và trang trọng kính mời. Cháu nó kính bái hai họ tiền nhân. Vì trước khi hai cháu nó kính bái hai họ tiền nhân, tôi có lời chú miệng như sau. Và đầu cuối lại của đầu cuối lại là câu hai họ. Nhờ trước tiên mới có hậu lai, nay con núi chí theo hoài, nguyện cầu trên trước kính ngài thành hôn. Hai cháu vòng tay tròn xé ra ba xé để thay về bốn lại. Một, hai, ba. Xong rồi quý vị ăn đó. Và tiếp theo là phần kính bái người tại tiền. Và người tại tiền trước hết như có ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại còn tại tiền. Chị kính mời ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại uống một miếng rượu. Được. Rồi cắt ông luôn, mày ông luôn. Trời ơi, mày. Cắt luôn mày ơi. Mày đeo mày nè. Mấy ông gì chứ. Mày đeo mày nấu gì nước. Mày đeo mày nữa đi, tới ông nữa, ông uống nữa. Vụ rồi vậy cho cháu có lễ đại hay là sát? Rồi hai cháu dùng tay tròn sát thẳng ra hai sát. Một, hai. Dạ ông bà đã xong kế tiếp thần ông và bà từ sân tập tới láng giềng ai là ông từ thứ hai cho tới thứ từ ông và bà của cháu Phúc Trang đó hôm nay cha mẹ bị lễ tân hôn chết gì đâu, có gì? Bắt hai một triệu,
chịu nữa. Lẹ bắt lại con người cũ nè. Con thở luôn nè. Con thằng gái luôn. Con thằng gái. Ờ, bắt năm gái nè, một chịu. Còn ai không? Tới đi. Cái cháu kính mời, các bác. Cậu, cậu hay dưỡng. Dưỡng luôn không? Dưỡng luôn. Dưỡng cậu rồi, đưa làm luôn. Ông kêu quậy tới đi. Thì bác cậu chú dượng bác cô gì kiếm mở. Đứng thằng nữa tập chứ. Này. Giờ phần tiếp theo là phần trăm nghe. Được chưa? Đó. Chúc mừng mẹ. Còn đánh hậu cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vì con cha mẹ chân thành dưỡng dục chính tế u mang 3 năm mồng mẫm. Đưa con lớn tới ngày hôm nay mà con để cho cha mẹ định để tân ngon như vậy cũng làm được rạng rỡ trong đường. Nghe con có bưng rượu cho cha mẹ uống cho lễ cha mẹ ai lại để đàn ông vậy. Nghe con đến đây. Dòng tay tròn sáng là ai sáng? 1 2 Còn cha mẹ đó xong tới tiếp là phần anh và chị. Ai là anh chị của cháu Sang đó? Hôm nay cha mẹ định lễ tân hôn cha mình đó. Ai là chị của anh Sang mình đó? Bước vô uống cái rượu để chúc mừng em mình trong buổi lễ hôm nay. Trang trọng kính mời. Anh chạy ra mời thỉnh từ thứ hai cho đến thứ lúc anh gãy chị dâu lúc bạn đây chắc anh hạnh có một lòng ra em mà lấy đây anh ơi anh ơi anh hai trái xài một chéo chơi ai không còn ai anh chị nữa đâu anh chạy thỉnh luôn lại lại đi dụng quốc cái gì vậy? Các bạn mời cái ly cũ nè, trưởng nè, mời Vũ với đại ngói được. Được. Anh chào mời.
ra uống rượu rồi cho ăn mình nó lại lại nghe là trái. Thôi trái là trái đi. Một, hai. Và phần hành lễ của cô dâu chú rể trong kính mời quý vị nào có những lời cảm tưởng chúc hôn để nói lên trong buổi lễ hôm nay và trang trọng kính mời. Dạ để tôi xin chúc hôn cho hai cháu trong buổi lễ hôm nay. Dạ kính thưa ông bà chủ hôn họ nhà trai, cô nhân dân xin đại diện cho anh em đi thiệp của chúng tôi. Anh em chúng tôi lấy làm vinh hạnh được ông bà chủ hôn họ nhà trai viết thiệp báo tin mừng lễ tân hôn cho con của ông bà. Cho nên anh em chúng tôi đến đây tham dự lễ. Khi chúng tôi đi đến trước cổng tân hôn thì cũng được sự đón tiếp nồng hậu của ban tổ chức. Nhưng chúng tôi hồi tưởng lại gia đình của ông bà chủ hôn họ nhà trai. Kể từ khi ông bà kết hôn cho đến nay, ông bà vẫn giữ được cái câu tam can, và trong đó có cái can phu thê. Cho nên con trai ông bà mới nói theo ông bà mà giữ được cái câu tam tùng. Dạ kính thưa quý vị, tam tùng đây có nghĩa là ba chữ tùng. Dạ tùng thứ nhất, ở tại gia cháu nó tùng cha và mẹ. Tùng thứ hai, cháu nó tùng ông bà nội ngoại hai bên. Còn tùng thứ ba nữa là cháu nó tùng cô bác thôn lân chồng cháu. Cho nên cháu mới để cho ông bà định lễ tân hôn như ngày hôm nay. Thì tôi thấy gia đình của ông bà là một gia đình có phúc. Còn riêng dạ ngon chúng tôi thì cũng được thơm đây vì được có một đứa cháu ngoan và hiền. Hôm nay đứng trước buổi lễ tân hôn trong cái khung cảnh trang nghiêm và long trọng như vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Trước khi dứt lời, tôi cũng có hai món quà nhỏ nhỏ để tặng cho cháu và có lời chúc như sau. Dạ đầu tiên thì tôi xin chúc con bà nội ngoại hai bên được chúc bao nhiêu trường thọ. Thứ hai thì xin chúc hai bên chu gia cho được vạn đại. Và thứ ba nữa là chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Nhưng tôi cũng mong sao cho hai cháu nó làm rạng danh con rồng cháu tiên để nói cái đời của Thọ Chanh Châu Tứng có cái câu là rễ thảo vô hiền để đáp đền công sinh thành hai bên cho cha mẹ. Dạ lời chúc của tôi đến đây xin hết. Dạ thân ái kính chào quý vị. Dạ phần của họ nhà trai đã xong nhiều là lời đã cho ông họ nhà gái tiếp tục chứ mời ông. Kính thưa hội đồng lữ tập, kính thưa quý ông và quý bà, về phần nghi lễ là ông đại diện nhà trai cũng qua xong. Phần tiếp theo thì tôi cũng có đại diện cho cha mẹ của hai cháu thì cũng có chút quà để cho con. Thì cha mẹ nhà gái đã cho hai con là một chiếc xe tay ga và một cây vàng và bốn số và 30 triệu. Thì bữa nay cũng trình với hai họ thì cũng có cha mẹ cho con hiểu được cho nó đẹp lên. Rồi có và cho đấy rồi đẻo nhà con đi mà đi hai con đi ha. Nói ra đi cho con xin cho nó đẹp. Rồi vậy là cũng không là nó làm người giả đi cho được chứ không? Rồi để đó tao chở chứ mà. Cái bài vậy nữa. Đồng thiệt. Để cho tao quy phí mảnh. Quy phí mảnh. Cái này là số tiền đưa cho con luôn. Cái con sẽ đưa cho bà xui. Vàng thì lấy đeo đi được. Số tiền thì đưa cho con. Cái này là cái của hồn môn của con chứ không phải cho chị xui. Tôi lấy vừa qua hả con? Chú nhỏ qua mặt này luôn đi. Để luôn đi. Anh tiền đi. Xong chưa? Đi để con nghiệp. Dạ kính thưa hội đồng, chúng tôi nói chung dễ thôi. Cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Thay mặt ông bà chủ hôn ba tổ chức chúng tôi kính mời. Thank you.
được một ngày bên anh, em yêu đời thêm. Nếu được một ngày bên anh, sung sướng như thần tiên. Đời em là giấy, đời anh là bút, ta chung bài thơ. Nếu được một ngày bên anh, em mơ mộng thêm. Nếu được một ngày bên anh, em ngất ngây trên biên. Đời anh là phim, đời em là giấy, khúc ca trên khung đàn. Khi anh làm thơ, đôi mắt em mộng mơ. Môi tình lặng lơ, ai bảo em đợi chưa. Điệu đàn tình du dương như ý đời vừa nhiên nhiên. Làm thơ thất tâm hồn. Nếu được một ngày bên anh, mong chi giàu sang. Nếu được một ngày bên anh, em trở nên hiền ngoan. Bài thơ tình ấy, bài ca tình ấy, vì như một gia tài. Một ngày bên anh, em yêu đời thêm. Nếu được một ngày bên anh, sung sướng như thần tiên. Đời em là giấy, đời anh là bút, ta chung bài thơ. Nếu được một ngày bên anh, em mơ mộng thêm. Nếu được một ngày bên anh, em ngất ngây triền miên. Đời anh là phim, đời em là giấy, khúc ca trên khung đàn. Khi anh làm thơ, đôi mắt em mộng mơ. Môi tình lặng lơ, ai bảo em đợi chưa. Điệu đàn tình du dương như ý đời vừa nhẹ nhưng. Làm thơ thất tâm hồn. Xin được hân hoan chào đón toàn thể tất cả quý vị khách quý, quan viên hai họ đã đến chung vui và chúc mừng trong buổi tiệc tân hôn sáng nay của chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ. Lần đầu tiên Võ Hoa xin được phép thay mặt anh em trong ban nhạc sóng Nguyễn Tường xin được gửi đến toàn thể tất cả quý vị khách quý, quan viên hai họ cùng với gia đình lời chúc sức khỏe cho dâu, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu là một phép màu huyền diệu làm cho hai tâm hồn gắn chặt vào nhau. Và dù cho có ở bất cứ nơi nào thì tình yêu cũng sẽ đưa đường dẫn lối cho chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ tìm đến được bên nhau. Bấy lâu ngày đợi đêm mơ, hôm nay thọ nổi đợi chờ ước mong. Hoa đất thì hoa phải nở, đò chật người thì đò phải sang sông. Khi ông Tư đã cầm sợi chỉ hồng, bà Nguyệt sẽ kết duyên nồng lứa đôi. Duyên là gặp gỡ thế thôi, nợ là mãi mãi một đôi chung tình. Chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ, họ đã trải qua một thời gian quen biết và tìm hiểu, cho nhau tình bạn, cho nhau tình yêu. Và cho đến ngày hôm nay, họ đã trao nhau tình nghĩa vợ chồng. Chính bằng tình yêu thơ ngây và trong sáng ấy đã làm đẹp lòng cha mẹ hai bên. Và ngày hôm nay, ngày 21 tháng Giêng năm Canh Tý, là ngày lành tháng tốt được sự thống nhất ý kiến giữa hai bên gia đình chủ hôn. Chọn ngày 21 tháng Giêng năm Canh Tý làm ngày lễ thành hôn cho cô dâu Nguyệt Hạ cùng với chú rể Phước Sang. Trước sự chứng kiến chúc phúc của toàn thể tất cả quý vị khách quý và quan viên hai họ, khi tình yêu của đôi bạn trẻ đã chính thức là ngồi hạnh phúc. Ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị khách quý ngay sau đây hướng mắt về bên trên sân khấu và chúng ta sẽ cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc trong buổi lễ ra mắt của chú rể Phước Sang và cô dâu Nguyệt Hạ. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt lên bên trên sân khấu và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chú rể Phước Sang cùng cô dâu Nguyệt Hạ. Dòng chú rể chúng ta đang tay trong tay, vai kề vai, dìu dắt nhau đến thiên đường hạnh phúc, nơi mà hạnh phúc được thăng hoa, nơi mà chỉ có ngập tràn những niềm vui và những lời chúc tốt đẹp. Trong
buổi lễ sáng ngày hôm nay chính là chú rể Lê Phước Sang cùng cô dâu Dương Bùi Nguyệt Hà. Một tràng pháo tay dành cho cô dâu chú rể quý vị. Những bậc làm cha làm mẹ nào cũng đều luôn được mong muốn nhìn thấy ngày người con của mình ngày một lớn khôn trưởng thành và cho đến ngày thành gia lập thất như hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện chủ hôn hai bên gia đình, họ nhà trai và họ nhà gái sẽ tiến lên bên trên sân lễ để cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc buổi lễ ra mắt của cô dâu Nguyệt Hà cùng với chú rể Phước Sang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chủ hôn họ nhà trai, đó là ông Lê Văn Nhiều và bà Lê Thị Thu Hà. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chủ hôn họ nhà gái, đó là ông Dương Văn Tươi và bà Bùi Thị Năm. Kính thưa quý vị, hiện tại bên trên sân khấu thì cha mẹ hai bên đã đổ đầy. Hai họ cũng về đây, đại diện chủ hôn hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể sẽ được gửi đến toàn thể tất cả quý vị khách quý quan viên hai họ lời cảm ơn chân thành cùng mong lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, xin được thay mặt cho chủ hôn hai bên gia đình xin được chân thành cảm ơn toàn thể tất cả quý vị khách quý quan viên hai họ chúng ta đã dính chút thời gian của mình sắp xếp công việc để đến trong buổi sáng ngày hôm nay đến cùng chung vui và chúc mừng trong buổi lễ tân hôn này. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt lên bên trên sân khấu và cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc trong buổi lễ ra mắt của chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hà. Ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến đến tháp ly hạnh phúc và cùng nhau rót lên những ly rượu đào. Xin mời hai bên tham gia chúng ta hãy sát lại gần nhau để thêm khắc chặt tình tham gia nhau chứng kiến những giây phút hạnh phúc của hai người con thân yêu của mình bên trên sân khấu này. Quên chú rể Phước Sang đang cố gắng mở chai rượu champagne đầu tiên. Vâng, chai rượu champagne đầu tiên đã được rót lên tháp ly hạnh phúc. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Em là một nửa đời anh. Anh là một nửa đời em. Tuy hai mà một trọn đời bên nhau. Có trầu thì phải có cau. Cho môi em thắm, cho tình anh say. Cho tình yêu đẹp hôm nay. Sắc hoa màu cưới đẹp ngày kết duyên. Chúng ta đã chứng kiến hình ảnh cô dâu Nguyệt Hà cùng với chú rể Phước Sang đang tay trong tay rót nên những dòng nước chảy xiết, những giọt rượu đào và chai rượu sâm banh thứ hai. Những tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở bên dưới chính là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành tặng cho chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hà. Kính rượu hiếu đầu tiên cho hai người cha của mình. Hai ông cùng ly nhau đi. Ly rượu kính thứ hai xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiếp tục dâng lên cho hai người mẹ của mình. Cảm ơn cha tháng ngày vất vả lo cho con cuộc sống đủ đầy. Cảm ơn mẹ cho con cuộc sống, cho con hình hài trí tuệ hôm nay. Xin mời hai bên gia đình chúng ta hãy bước lên bên trên phía trước và chúng ta hãy cùng cụng liên với nhau để khắc chặt tình thông gia. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy di chuyển sát lại gần bên nhau vào bên trung tâm sân khấu. Xin mời ông Sơn và Sơn chúng ta hãy quay mặt về bên nhau. Chúng ta hãy cụng ly và khắc chặt tình thông gia. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng cụng ly hô vô cho thằng ta để khắc chặt tình thông gia quý vị ơi. 3, 2, 1. Yeah.
gia đình ngày hôm nay đã được nhấp môi những ly rượu đào, rượu kính, rượu tình, rượu nghĩa trong buổi lễ tân hôn của chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta xin mời hai bên gia đình chúng ta hãy đặt ly xuống ạ. Xin được thay mặt cho toàn thể tất cả quý vị xin được kính chúc cho tình cảm thông gia giữa hai bên gia đình sẽ mãi mãi keo sơn và đời đời bền vững. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, nuôi con khôn lớn tháng ngày, bao năm giàu dãi bạc đầu không hay, ngôn ngữ trần gian như túi nhách, đừng sau này hai chữ mẹ yêu, và con cha như núi cao vời vợi, nghĩa mẹ như núi, như nước trong nguồn chảy ra. Ngày hôm nay cô dâu Nguyệt Hạ về bên nhà chồng, về bên Lai Vung Đồng Tháp, thì từ Lấp Vò sang Lai Vung Đồng Tháp cũng không quá xa xôi, nhưng đã mang tiếng về nhà chồng thì cũng có một chút bùi ngùi và cũng có những tình cảm rất là chân thành muốn dành tặng cho hai người cha người mẹ thân yêu của mình. Thì xin mời cô dâu hãy tiến lên bên cha và mẹ của mình và dành cho cha và mẹ của mình một cái ôm thật chặt để cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã dành cho con. Nuôi con khôn lớn tháng ngày như hôm nay, tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn và cảm ơn cha đã cho con cùng sống. Và ngày hôm nay con xin hứa là về bên nhà chồng con sẽ luôn luôn hạnh phúc và hai chúng con sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Cảm ơn cha mẹ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, giây phút hạnh phúc của cô dâu thể hiện tình cảm với cha mẹ của mình thì đem được tất cả quý vị chứng kiến và điều đó rất là hạnh phúc và lan tỏa khắp nơi đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin mời đại diện chủ hôn hai bên gia đình chúng ta hãy quay trở về những bàn tiệc để tiếp đãi những vị khách thân thương của mình. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chào đón chủ hôn hai bên gia đình và chúng ta tiếp tục hướng mắt lên trên sân khấu để cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc của chú rể Phước Sang cùng cô dâu Nguyệt Hạ ngày hôm nay. Hạ sẽ cùng nhau hợp cẩn giao môi. Quý vị những ly nước ngọt, những ly bia, những ly nước của quý vị xin mời tất cả quý vị hãy góp cho thật đầy và chúng ta hãy cùng nhau nâng ly để cùng nhau thay thế cho những ly rượu đào và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Phước Sang cùng với cô dâu Nguyệt Hạ đúng không ạ? Những ly nước, những ly bia, những cô dâu và chú rể của chúng ta. Hôm nay số 1 trước bay tình trong một khắc nghĩa dày trên năm 3, 2, 1. Hey, mẹ cha đã định em về rất là nhiều ạ. Bánh này bánh nghĩa bánh tình giữ trang hạnh phúc giữa mình với ta, bánh này sẽ được cắt ra mở trang hạnh phúc giữa ta với nàng. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho nghi thức cắt bánh hạnh phúc của quý vị. Vỗ tay thật là lớn lên đó. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chứng kiến giây phút cô dâu và chú rể chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Hạnh trong buổi lễ ra mắt này, chúng ta không biết là chú rể và cô dâu đã trao tình cảm cho nhau bao nhiêu lần đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của đông đảo tất cả quý vị khách quý và ban viên hai họ thì cô dâu và chú rể sẽ thể hiện tình cảm với nhau để minh chứng cho tình yêu chung thủy thủy chung của mình. 5 đầu 7. Rồi. Lấy tình hôn em chúc chúc chỉ mình em thôi, và rồi chúc chúc lên môi, và rồi chúc chúc thành đôi vợ chồng. 3, 2, 1. Vỗ tay quý vị ơi, vỗ tay thật là dài. Gửi tặng tặng riêng cho nhau cũng như là tặng riêng cho tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong buổi tiệc hôm nay một vật phẩm, đó là thầy non hẹn biển. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Hai chúng ta đánh nhau
phải từng đang nói lòng thưa em. Anh biết không rằng chúng ta luôn thật hoài, dù đầy nghèo mà thật yêu vẫn mặc thường mà.
xinh bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên là giàu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai bà đang nói với thành tâm, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sau. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi luôn. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dù với rể hiền xứng lứa nhất là vừa đôi nghe. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật ngoan lắm nhau. Ô vui hoa xa là vui, ô vui hoa xa cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, trong đề bầu mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. Một,
cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nàng tám tôi mời anh thêm một chén, nên là cô sáu cùng ly ta rôm rèn. Riêng ly này chú chúc tân lang, cái thêm ly này bắt chúc giao dài nhân. Tôi chúc hết làng ta đều ăn tết cứ rần rần. Màu ăn mắt em
tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời.